Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức mới. Ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình đến với những tin tức nóng nhất 24 giờ qua. Hương Giang hiện đang là một trong những nghệ sĩ được săn đón nhiều nhất nhì vì Biz. Sau 8 năm hoạt động nghệ thuật, Hương Giang đang có trong tay khối tài sản không phải dạng vừa. Mới đây nhất, nàng hậu khiến dân tình phải suýt xoa trầm trồ khi tung loạt ảnh tạo dáng trước căn biệt thự hoành tráng của mình. Đây là lần đầu tiên Hương Giang công khai hình ảnh ngôi nhà này lên mạng xã hội. Năm 2012, Hương Giang gây dấu ấn đặc biệt khi tham gia chương trình Việt Nam Idol. Từ đó, cô được người hâm mộ biết đến với tên gọi Hương Giang Idol. Trưởng thành trong vai trò ca sĩ, nhưng Hương Giang đã được tiếng vang lớn khi ghi danh đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Sau 8 năm bước chân vào showbiz, hiện Hương Giang Idol sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Vừa qua, trên trang cá nhân của mình, nàng hậu khiến cộng đồng mạng suýt xoa khi lần đầu tiên khoe dáng trước mặt tiền căn biệt thự bạc tỷ của mình. Có thể thấy, dù chỉ khoe dáng sương sương khung cảnh phía trước, nhưng không gian của căn nhà đã chứng minh nó có giá trị không hề nhỏ, lên tới con số hàng tỷ vì độ bề thế. Căn biệt thự của Hương Giang được thiết kế với gam màu trắng xanh chủ đạo, có khoảng sân vườn rộng rãi, cổng cao sang trọng. Được biết, Hương Giang đã tậu căn hộ này được một thời gian. Trước đó vào năm 2016, Hương Giang tự sắm cho mình một căn hộ chung cư cao cấp sau một thời gian miệt mài làm việc. Năm 2019, cô tiếp tục mua tặng bố mẹ một căn chung cư có vị trí đắc địa tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Hương Giang vừa được bạn trai CEO Max Liu tặng xe 8 tỷ đồng và hiện cô đang trở thành tay chơi hàng hiệu có tiếng trong Vbiz. Ngoài ra, Hương Giang còn có sở thích chơi xe siêu xịn sò. Được biết, trong năm 2018, Hương Giang không ngừng mua về 2 chiếc xế hộp thuộc hãng BMW kép với tổng giá trị lên đến 6 tỷ đồng. Cùng năm, nàng hậu còn quyết định mua thêm một chiếc xe thuộc dòng Mercedes trị giá 2,5 tỷ đồng. Hay mới đây, Hương Giang vừa tậu thêm một chiếc siêu xe thuộc hãng Porsche Cayenne phiên bản 2020 lên đến 5 tỷ đồng. Đó là chưa kể đến những món đồ hiệu như quần áo, giày dép, túi xách của nữ ca sĩ nổi tiếng đều đến từ các thương hiệu có giá trị đắt đỏ trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của tin tức mới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để liên tục cập nhật những thông tin hấp dẫn đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!